Từ trước đến nay, mọi người cứ nghĩ cây đu đủ đực chỉ có bộ phận hoa là có công dụng điều trị bệnh. Tuy nhiên thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không những có hoa đu đủ đực mới có công dụng điều trị, mà ngay cả lá đu đủ đực cũng có rất là nhiều công dụng quý trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh không kém gì hoa. Ngay sau đây thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ bật mí cho các bạn biết những lợi ích của việc dùng lá đu đủ đực. Lá đu đủ đực được nghiên cứu là có rất nhiều hoạt chất quý tốt cho sức khỏe, trong đó nhiều công dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ và điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. Qua nghiên cứu công trình của các nhà khoa học cho thấy thành phần dược tính trong lá đu đủ đực chứa rất nhiều hoạt chất papain có khả năng thủy phân chất đạm, trung hòa các độc tố, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại sự phát triển của các khối u. Cũng đã có rất nhiều nghiên cứu tại Nhật Bản, tại Đại học Florida ở Mỹ cũng nhận thấy lá đu đủ đực chứa các tác nhân giúp ngăn ngừa và tiêu diệt khối u rất tốt, đặc biệt là tốt đối với bệnh nhân ung thư phổi, gan, vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt. Ngoài việc sử dụng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư thì cũng nhiều người uống nước lá đu đủ đực để giúp làm giảm tác dụng phụ của hóa điều trị trong việc điều trị ung thư. Đã có không ít người tự hỗ trợ điều trị hiệu quả bằng cách sắc nước sắc uống từ lá đu đủ đực trong thời gian dài. Để liên hệ mua lá đu đủ đực thì bạn hãy gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp công ty trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.